Chào mừng các bạn đã đến với học phần truyền thông và quan hệ công chúng. Môn học này sẽ là một môn học có khối lượng là 3 tín chỉ. Đây là một môn học vô cùng thú vị và bước đầu cung cấp cho các bạn những kiến thức nền tảng về truyền thông và quan hệ công chúng. Cụ thể hơn là sau khi kết thúc môn học này, các bạn sẽ đạt được một số vấn đề như sau. Về mặt kiến thức, các bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về truyền thông nói chung và quan hệ công chúng nói riêng. Cụ thể hơn là học phần sẽ giúp các bạn hiểu hơn về lịch sử ra đời và sự phát triển của lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng ở nước ta. Học phần cũng sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và truyền thông, đặc biệt là vai trò của truyền thông đối với sự phát triển tổ chức. Về mặt kỹ năng thì các bạn sẽ rút ra được những kỹ năng cơ bản để tổ chức các hoạt động truyền thông trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp của mình. Để từ đó thì sẽ trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để xây dựng các mối quan hệ trong công việc. Tuy nhiên các bạn cũng phải thể hiện được ý thức, thái độ nghiêm túc và tích cực trong hoạt động truyền thông và xây dựng các mối quan hệ của tổ chức để từ đó tiến hành thiết lập với các cái cơ quan truyền thông. Tổng quan hơn, học phần này sẽ gồm có 4 nội dung chính. Ở trong chương 1 sẽ tập trung vào việc là khái quát về truyền thông và quan hệ công chúng, giúp các bạn nắm được các kiến thức về mặt khái niệm, lịch sử hình thành và một số vấn đề cơ bản của truyền thông. Trong chương 2 thì các bạn sẽ hiểu được bản chất quan hệ công chúng là gì và xác định được mục tiêu, đối tượng, thông điệp để lựa chọn kênh thông tin giúp cho cái việc truyền thông trở nên hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì là chương 3 sẽ bàn về giao tiếp với giới truyền thông, được nhấn mạnh qua mối quan hệ giữa PR và truyền thông. Cuối cùng chương 4 sẽ là về vận dụng quan hệ công chúng vào hoạt động của tổ chức để giúp các em quản lý hoạt động PR một cách hiệu quả. Phương pháp đánh giá cho môn học này thì gồm có đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và hình thức là khi hết môn sẽ là tiểu luận, để từ đó giúp các bạn có được những cái kỹ năng cần thiết trong thực hiện kế hoạch và chiến lược truyền thông và quan hệ công chúng một cách hiệu quả. Để nắm được chi tiết về nội dung của học phần truyền thông và quan hệ công chúng thì các bạn có thể tham khảo thêm giáo trình công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục của tác giả Trần Minh Tiến, chủ biên cuốn sách được xuất bản năm 2004, và cuốn phân tích thiết kế hệ thống thông tin của tác giả Nguyễn Văn Ba sẽ được công bố năm 2003 của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Và còn rất là nhiều các cuốn sách khác mà các bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết trên cái hệ thống Moodle ở trong đề cương nhé. Và chúc các bạn sẽ gặt hái được rất là nhiều kiến thức và áp dụng được vào thực tiễn qua môn học truyền thông và quan hệ công chúng này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong môn học.